Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá nhỏ của mình. Thì các bạn thấy gì không? Hôm nay ngày thu hoạch hôm nay của mình nè mọi người. Đó, hôm nay là cái ngày mà mình thu hoạch lăng quăng. Đó. Mình vớt ngoài đó đó mọi người. Vớt ngoài đây nè. Cái bồn này nó bồn mình luôn bo bo á. Mà lăng quăng nó lên ghê lắm, rất là nhiều. Đó, trong đây là mình làm chừng 2 giọt là nó được như đây nè. Đó, đen kỉnh luôn nè mọi người thấy không? Để quay xuôi xuôi lại cho mọi người thấy cho rõ hơn chút ha. Đen kỉnh luôn nè. Thấy đã chưa? Rửa sạch luôn rồi nha. Ha, rửa sạch luôn rồi. Bây giờ thì cho cá ăn ha. Là cái bầy này là cái bầy mà mình tách ra rồi nè. Mình tách ra còn thưa thưa chứ không nhiều. Quậy quậy lên. Còn rửa sạch nhưng mà vẫn còn dính miếng cặn trong đây nè. Dục. Cặn này trùng. Hả, có trùng nữa nè mọi người. Có trùng nữa nè. Trùng nữa nè. À, trùng dục trong bếp tan đi. Giờ này thời tiết giao mùa cho nên mọi người nhớ chú ý là ngừa bệnh cho đàn cá của mình nha. Cá rú dạo này nó rất là dễ bị nấm luôn á. Thấy mà hiện tượng mà cá hơi lắc nhẹ là mọi người cứ việc ngừa đi nha. Chứ không mấy nếu mà không có hiện tượng gì thì mọi người cũng cứ ngừa đi cho chắc ăn nha mọi người. Cũng là cá rất là dễ bị bệnh. Đó. Hôm nay sẵn làm video rồi cho cá ăn rồi cho các bạn xem. Rồi sẵn mình nhắc nhở mọi người luôn. Nhắc nhở mọi người nên ngừa bệnh cho đàn cá của mình. Chứ cũng không mấy xem cá ăn thư giãn nha các bạn. À, bầy cực phẩm của mình à. Hiện tại trong đây thì mình được 6 con trống thì máy dư nhiều hơn trống á. À, bầy này là gen sọt. Thành ra mọi người sẽ thấy nó cục cục, mọi người thấy không? Nó hơi cục á. Rồi gen sọt đó. Chủ yếu lăng quăng này là mình cho mấy cái đàn cá lớn nó ăn thôi. Mấy đàn cá mà đang bung hình, bung đuôi, bung quay là ăn thôi. Hiện tại hầu hết những cái hồ này là mình cũng đã ngừa qua một lần rồi. Bữa nay thì mình thực hiện ngừa lại cho cái đàn coi ha. Nào mọi người, mình cũng đang ngừa bệnh cho tụi nó. Đang vô xanh metilen ngừa bệnh cho đàn coi red. Thấy mấy hôm nay thấy tụi nó cũng không được khỏe cho lắm á. Nó không được lanh cho lắm. Thành ra mình cũng ngừa nè. Ở đây là HB red của mình nè. Đó. Các bạn thấy bài này nay bung chưa? Mình thấy nay hình như nó cũng hơi bung bung rồi đó. Cũng đã ha. Con nó lên đỏ nè. Con nó lên đỏ chạch luôn cái mình luôn nè. Mình bắt qua đây mình làm giống nè mọi người. Đó. Chúng lại là cũng chịu ăn dữ lắm. Như đây để mình cho đàn cá này. À mình chuẩn bị lên hồ đàn cá này nữa nha. Thấy nay thấy đã chưa? Nay nó bung rất là đã rồi, rất là sung luôn. Mình thúc mấy bữa nay mà thúc bằng cám không luôn. Có nhiều bạn hỏi mà anh cho cá ăn gì vậy? Chủ yếu là cám nha mọi người. Có gì thì cho ăn đó, có bo bo thì mình sẽ cho ăn bo bo ha. À, còn có cám thì mình sẽ cho ăn cám, nhưng mà mỗi ngày mình sẽ cho ăn tầm khoảng 2 cử sáng và chiều. Đó, để giúp cho cái đàn cá của mình nó phát triển ổn định thôi. Còn phát triển tốt thì nếu mà muốn nuôi HB red này mình thấy chắc phải vô mồi tươi cho tụi nó mới sung dữ. Chứ bình thường thì thấy nó cũng sung đó, thấy nó cũng sung đó, chứ không sung nhưng mà thấy nó không được bung dữ nha mọi người. Mọi người thấy không? Lọc rồi ra rồi cái nuôi thấy nó cũng ok ha. Tạm được đúng không? À, chớt ra cho các bạn xem nè. Sơ thôi nha, view sơ thôi, tại vì cũng không có cái hồ ấy, cái hồ xô của mình, cái hồ thường mình hay xô cá cho các bạn xem á. Hồ đó nay mình ngâm sát trùng rồi. Ra không có cái gì để mà vớt cho các bạn xem nhiều hết.
Nè, trong đây cái con này giới cho bạn xem chơi ha. Đó, hơi ngắn không mọi người, mọi người thấy con này nó ngắn không, sọt qua đi phải không đó mọi người. Thôi vậy đi, sơ sơ vậy đi, bài này ra trống nhiều nè, thấy trống nhiều đó, bài trước thì mái nhiều, bài trước thì mái nhiều nè, mái của nó bên đây nè, mái của cái bài này là bên đây nè, có một bài mái đó, lọt ra mình không có nhốt chung, tại vì đông quá không có nhốt chung. Nó một hũ mấy vậy thì chỉ cho được có một bầy, hai bầy, ba bầy, bốn bầy, bốn bầy ăn thôi mọi người, chỉ có bốn bầy thôi, tại vì bầy này với lại bầy đó đó là một, mình mới vừa tách ra thôi ha. Đây đây để mình cho các bạn xem cái bầy cá này của mình đem lên đây rồi, ta nói nó sung gì đâu, thích gì đâu luôn á, đã chưa, rất là sùng nha. Cái nào mà hũ long quang vậy, rất là nhiều long quang luôn á, nhưng mà không đủ cá mình ăn. Các bạn thấy cái tình trạng nó ăn là như thế nào, khủng khiếp không? Cỡ mà 50 gram cám thái chắc nó ăn 3 ngày hết, không tới 3 ngày nữa. Mình cho ăn qua quận là thấy muốn gần nửa hũ rồi á. Số lượng cá con của mình hôm nay chỉ nhiều cá con thôi nha mọi người. Nè, một hũ cá con nè. Đó, này cá tơ không tính nè, bên đây một hồ cá con nữa nè, đó thấy chưa, rồi cá con nữa nè, đó cá con luôn nữa nè, cái khay ở dưới đó cũng là cá con luôn á, nhưng mà nhỏ hơn hai bài này rất là nhiều, thùng bên đó là cá con luôn đó, đó đây cá con nữa nè, một vàng này toàn là cá con với cá tơ không. Chỉ có hàng, bây giờ hàng mình ra được chỉ có là, có thể share cho mọi người được là chỉ có là thằng Tiger Half Moon nè. Không biết là mọi người thấy cái bài này của mình chưa, chắc rồi ha. Mình cũng thường hay quay video cái bài này cho mọi người xem. Đuôi rất là to, rất là khủng. Nhiều không, mọi người thấy nhiều không? Nhiều ha. Đó, nhiều quá chứ không có ít đâu. Tụi nó là một, dành cho tụi nó một cái hồ này, đẻ nhiều đẻ cho ăn thôi. Với lại Tiger Half Moon ha, với lại Hubbard Hubbard, bài này mình xe được rồi nè, nay thấy nó bung đẹp đẹp rồi nè, hôm bữa thấy nó chưa được bung dữ, nay thấy ok rồi nè, xe được rồi nè. Đây là trống, đây là mái đó, với lại là những cái bầy cá rồng đỏ chuẩn bị lớn lên như bài này, bài này với lại bài này là chuẩn bị có cá rồi đó. Thôi bye bye, chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha.